Ngày 15 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Huy, 23 tuổi, Hoàng Minh Anh Tuấn, 23 tuổi, Tống Ngọc Nghĩa, 18 tuổi, Ngô Thành Trung, 23 tuổi, Châu Tuấn Kiệt, 20 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức và 4 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền, tối 1 tháng 11, Huy gọi điện hẹn NL, 24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương đến khu vực cầu lớn, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức để giải quyết. Sau đó Huy thuê ô tô và hẹn nhóm trên tập hợp nhậu tại quán gần ngã tư Bình Thái, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Tại quán, Huy nói với nhóm sẽ đi đánh nhau và đã chuẩn bị sẵn hàng nóng trên xe. Trước đó Huy lên mạng xã hội Facebook và nhắn tin với tài khoản Đại Ca Thay đặt mua 2 khẩu súng Zulu thủ sẵn trong người. Trước khi đi nhậu, Huy còn mang theo mã tấu tự chế, tuyếp sắt để trên ô tô. Đến khoảng 3 giờ sáng 2 tháng 11, trong lúc nhóm đang nhậu thì Huy nhận được cuộc gọi của L tiếp tục khiêu khích và hẹn gặp ở cầu Bình Triệu, thành phố Thủ Đức. Cả nhóm lên ô tô đi đến cầu Bình Triệu nhưng không thấy nên Huy gọi lại thì L nói đợi chút. Sau một lúc vẫn không thấy, nghi ngờ L chọc tức mình nên Huy nói nhóm đi đến nơi L làm việc là quán nhậu trên đường B, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Khoảng 4 giờ tới nơi, nhóm của Huy cầm hung khí xông vào đánh L và một số người bạn của L đang ngồi nhậu trong quán. Lúc này Tuấn và Nghĩa cầm 2 khẩu súng Zulu bắn về phía nhóm của L 5 phát đạn. Chị Quy N ngồi cùng bàn với L bị bắn trúng đầu gối. Nhóm Huy sau đó lên ô tô bỏ trốn. Anh H, chồng chị N đến đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, đồng thời trình báo công an. Ngay sau đó, các trinh sát công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng điều tra, truy xét được nhóm thanh niên trên. Công an thu giữ một đầu đạn trong chân chị N, thu giữ 2 khẩu súng Zulu và 8 viên đạn của nhóm này. Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra và truy bắt những người còn lại.